Trời đất ơi. Trời đất ơi, có mấy người thôi hả? Mà đi đòi cũng không được nữa. Không biết cái tụi này làm ăn kiểu gì nữa trời. Không lẽ cái chuyện nhỏ như vậy á mà cũng phải nhờ cậy tới Cường. Bực mình quá rồi à. Alo, Thằng nào đó? em tên là chị. Mày đó hả? Mày làm ăn cái kiểu gì vậy hả? Sao vậy chị? Có bao nhiêu con nợ hả mà đòi cũng không được nữa là sao? Dạ nuôi tụi bay ăn cho mập thấy thôi hả? Bớt nóng đi chị, ngày mai tụi em đi đòi tiếp. Tao không cần biết, nói trong ngày hôm nay đòi hết số nợ đó về đây cho tao. Dạ em biết rồi chị. Cái đồ ăn hại. Má ý trời trời, sao vô được nhà tôi? Con có chìa khóa riêng. Hả? Trời, gì đó? Con có quà tặng cho má nè, coi như là quà ra mắt của con dâu với mẹ chồng vậy. Tính mua chuộc tôi hả? Không dễ à. Thì má cứ coi đi, má không thích con đợi cái khác. Hột xoàn. Trời, sao con biết má thích hột xoàn mà con mua cho má vậy? Hơi chật chút nhưng mà nông ra được. Chiếc này chỉ có mấy ly thôi. Khi nào á anh Cường cưới con á, con sẽ mua cho má chiếc 12 ly. Lúc đó má tha hồ lấy le với mấy bà. Đang bực bội trong mình, thấy cái học soạn cái tự nhiên hết bực à. Nè, con hứa là phải giữ lời đó nghe. Mấy bà bạn của má hả? Bà nào bà nấy đeo học soạn bằng tay cái gì không nè. Nói chuyện cái quơ qua quơ lại, quơ qua quơ lại, thấy ghét lắm. Má giúp con thành vợ anh Cường đi. Sau này tài sản của con sẽ là của má. Được rồi, chuyện đó để má tính. Em ngồi đi. Lâu rồi không gặp. Em vẫn khỏe chứ? Tôi xin anh, xin anh hãy buông tha cho tôi. Bao nhiêu năm xa cách, bây giờ gặp lại em để nghe câu này sao?
tình cảm giữa tôi và anh đã chấm dứt. Tại sao anh cứ ám ảnh cuộc đời của tôi hoài vậy? Anh muốn gì ở tôi? Những lời lẽ này em cũng nói ra được sao? Anh vào tù, em vội vã đi lấy chồng. Tại sao em lại đối xử với anh như vậy hả? Chúng ta không thuộc về nhau. Tôi xin anh hãy để cho tôi được yên. Dung à, em đừng có trốn tránh anh nữa. Chúng ta vốn thuộc về nhau mà. Anh giữ ý tứ một chút đi. Tôi là gái đã có chồng đó. Cái gì? Anh mới là chồng của em nè. Em đã quên tất cả những ngày tháng mà chúng ta hạnh phúc bên nhau sao? Anh đừng nhắc tới chuyện trước đây. Tôi đã sai lầm khi yêu một kẻ giang hồ như anh. Giang hồ cũng có trái tim để yêu chứ. Tình cảm của anh đối với em như thế nào? Em là người hiểu rõ nhất mà. Anh nói anh yêu tôi. Nếu anh yêu tôi xin anh, anh hãy tha cho anh Đăng đi, để anh trở về với mẹ con tôi. Cuối cùng em tới đây cũng chỉ vì để xin cho thằng đó. Tôi phải nói thế nào để anh hiểu? Trái tim của tôi không còn hình bóng của anh. Cho dù anh cố gắng như thế nào cũng vô ích thôi. Em nhìn đi, trái tim của anh đã khác hình bóng của em rồi. Suốt cuộc đời này anh chỉ yêu một mình em thôi. Để chiếm được tình cảm của chị hai, anh đã tốn không ít công sức, hết tặng hoa bí mật, rồi lại dàn cảnh để gây tai nạn. Xem ra lần này mọi thứ đổ sông đổ biển hết rồi. Thực ra thì chuyện này trước sau cũng xảy ra mà thôi. Tao hy vọng Thiên Dũng sẽ hiểu và thông cảm cho tao. Anh tưởng anh làm như vậy là anh yêu tôi sao? Tôi với anh không chung một con đường. Tốt nhất đừng nên níu kéo nhau làm gì, chỉ hoài công thôi. Được, nếu em đã nói như vậy, anh sẽ chứng minh tình yêu của anh dành cho em. Anh hại anh đang như vậy chưa đủ sao? Anh còn muốn làm gì anh ấy nữa? Nếu em trở về chung sống với anh thì anh sẽ gỡ tội cho thằng Đăng. Anh nói cho em biết, tính mạng của tất cả những người thân ở trong nhà thằng Đăng đang nằm trong tay của em đó. Thùy Dung nè, chỉ cần một cái gật đầu của em thôi, tất cả mọi người sẽ an toàn. Còn nếu ngược lại, em biết hậu quả sẽ như thế nào. Má sẽ làm chủ, rồi má sẽ hốt tiền.
Trời ơi, trời ơi con. Má, mới có mấy ngày không gặp mà sao người ngợm con thấy ghê dữ vậy con? Cháu nội của má hành con quá trời, hổm rày con có ăn uống được gì đâu. Thiệt là khổ thân con hà. Thằng Cường mà nó biết con khổ vậy hen, chắc là nó thương con dữ lắm á. Ủa, con đang uống sữa hả? Chà, trong người đang yếu vậy, không có được uống sữa, có hại cho cái thai lắm đó con. Nè, má có nấu nước mát nè, uống đi, nó mát trong người lắm. Uống đi con. Con uống đi. Cảm ơn má. Thơm lắm phải không? Có lấy dứa nữa đó. Uống nhiều vô, nó mát lắm. Công nhận nước mát của má uống mát ruột dễ sợ. Má tốt với con quá. Còn anh Cường không có quan tâm gì tới con hết á. Anh biết con mang thai, anh tránh mặt con liền. Ôi, cái tánh thằng Cường nó hời hợt vậy đó. Con thương nó làm chi cho chú khổ vào thân. Con xinh đẹp vậy nè, thiếu thằng đàn ông nó mê. Tội tình gì mà chung tình với thằng Cường chi cho nó mệt vậy con? Tình yêu giống như con thiêu thân vậy đó má. Thấy lửa vẫn lao đầu vô, dù nó biết đó là chỗ chết. Đứa bé này á, mà có sinh ra cũng khổ mà thôi. Con thừa biết thằng Cường nó không có thương con mà. Má nói cái gì vậy? Má muốn con bỏ đứa nhỏ này hả? Thiệt là khổ tâm hết sức vậy à. Nhưng mà đó là thực tế thôi con à. Số phận là do con người định đoạt, chứ ông trời cũng đâu có định đoạt số phận cho ai bao giờ đâu. Con nghe lời má, bỏ đứa nhỏ này đi con à. Chuyện như vậy bà cũng nói ra được hả? Má biết, má biết là má không có nên nói cái chuyện này, nhưng mà má thương cho cái hoàn cảnh của con, má cầm lòng không có được con à. Má thương con á thì má cưới con cho anh Cường đi. Con nhỏ này coi bộ cũng khó dụ quá, mình phải ra tay rồi. Con cũng biết rồi đó, má sanh thằng Cường ra, nhưng mà ông trời cũng sanh tánh nó. Con biết bây giờ thằng Cường nó đang ở đâu không? Ở đâu? Cái thằng mất dạy đó đó. Khi con bụng mang dạ chữa khổ sở như thế này nè, xanh xao vàng giọt như thế này nè, vậy mà nó nở lòng nào, nó ở bên người bồ cũ của nó đó con. Cái gì? Con khốn nạn đó. Nó dám bỏ chồng bỏ con đi theo anh Cường hả? Thứ đàn bà lăng loàn đó, sống làm gì cho chật đất chứ. Trời đất ơi, miệng lưỡi nhỏ này cũng đâu thua gì mình. Cũng may là thằng Cường không chọn nó, chứ nếu không hả, mình có đối thủ rồi đây. Được rồi, để đó, con sẽ đi tính sổ với nó. Thứ con gái giật chồng người khác không biết nhục nhã là gì. Trời ơi con nghe lời má, con ngồi xuống. Bây giờ mà con đi gặp nó là hư bột hư đường hết. Con không nhịn được, mỗi lần con nghĩ tới nó, má con sôi lên tận cổ rồi nè. Thôi con nóng giận như vậy là ảnh hưởng tới cháu nội của má đó. Nghe lời má, uống nước mát vô cho nó hạ hỏa đi con. Uống đi con. Bình tĩnh.